Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người một căn nhà rất là đặc biệt nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Căn nhà này thì hiện đang nằm với đối diện với số 131 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt. Giữa một cái thành phố đang rất là phát triển, rất là nhiều khách sạn, rất là nhiều hàng quán và những căn nhà cao tầng. Thì mình đi ngang qua thì đập vào mắt mình là một căn nhà có một kiến trúc rất là độc đáo, giữ được cái nét xưa kia. Mình không ở đây nên mình không biết là căn nhà này xây dựng từ khi nào, nhưng bạn có thể thấy là đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu là từ cái mái của cái căn nhà kế bên đó. Đây hai căn nhà hai bên so với cái căn nhà mà mình muốn giới thiệu thì nó rất là đặc biệt luôn, bởi vì địa hình của Đà Lạt là dốc mà. Tuy nhiên thì ai mà xây nhà thì nó sẽ có cái hầm phía dưới. Đây là căn nhà mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Để bạn thấy căn nhà rất là nhỏ, nằm chính giữa những cái tòa nhà cao ốc, khách sạn. Căn nhà này thì mới được làm thôi. Lúc trước thì mình có lên đây thì mình không có thấy nó sơn như thế này, mà đợt này thì mới sơn, thì có nhìn nó rất là ấn tượng. Không ai mà không đi ngang qua mà không đứng lại để chụp hình căn nhà này hết. Căn nhà thì nó có những cái nét rất là độc đáo. Ví dụ như là trên cái mái đó, các bạn có thể thấy này, rêu nó đóng rất là nhiều. Nhìn qua điện thoại thì các bạn không thấy được cái độ xanh của nó đâu, nhưng mà khi mà mình nhìn bằng mắt thường á, thì rêu này nó toát lên một màu xanh rất là cổ kính, nhìn không thể mà quên được. Từ màu cửa cho đến màu sơn tường đều rất là ấn tượng. Căn nhà thì nằm ở số 108, sát bên của nó là một cái quán vịt tiệm mà Hương Lâm Tử Quán gia truyền, số 110. Căn nhà kế bên là căn nhà bà con của mình nên mình rất là hiểu về cái khu chỗ này. Ở đây từ cái dốc bước xuống thì nó có rất là nhiều rong rêu này. Ở Đà Lạt thì mình thấy cái gì cũng đẹp hết, ngay cả một cái con dốc nhẹ thôi mà nếu mà chụp hình lên thì cũng chắc là cũng rất là đẹp. Đây là con dốc, nó có hai phần, là một phần đi bộ dành cho một phần đi xe máy. Như mình thì mình chắc chắn sẽ không dám cởi cái xe máy từ đây phi xuống dưới rồi, mà chủ nhà thì người ta quen rồi, người ta đi. Bên phải căn nhà là một cái vườn lan của chú nhà, phía trước là một cái khu vườn nhỏ với một số loại cây đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Chú nhà thì cũng rất là dễ thôi, nhưng mà hiện tại thì chú không có ở nhà, với lại nhà có chó cho nên mình cũng không có dám bước xuống để mà review kỹ hơn cho các bạn, chỉ dám đứng trên này quay mà thôi. Đó, các bạn thấy rèm cửa hai lớp được sơn rất là tỉ mỉ. Ở những cái góc quay tiếp theo thì mình sẽ quay nhiều cái góc độ nhìn vào căn nhà này nó sẽ như thế nào. Đây là một góc quay mà mình đứng phía đối diện đường á, số 108, các bạn có thể thấy là nhìn so với cái mặt đường cũng như là hai cái nhà kế bên thì nó, cái mái của nó thì chỉ ngang cái mặt đường thôi. Tưởng tượng là khi nước to thì có thể ngập, nhưng mà thực chất thì người ta vẫn sống bao lâu nay và không có ngập, rất là bình thường. Mình nghe phong phanh loáng thoáng thì căn nhà này nó sẽ được rao bán với giá trên 20 tỷ đó các bạn. Đây là mình đang đứng ở trên lầu 2 của căn nhà của người bà con mình. Nhìn xuống thì căn nhà này nó có 4 cái gian nhỏ, phía sau là có một cái vườn, hai con chó với một cái nhà vệ sinh. Thật sự thì mình nghe cái giá 20 tỷ thì mình cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tuy nhiên thì nghĩ lại thì hiện tại nó đang nằm ngay một cái địa vị mà có thể kinh doanh tất cả các mặt hàng của Đà Lạt, cho nên thì giá đó cũng là hợp lý mà thôi. Đây là cái góc độ mà mình nhìn từ trên lầu 3 của mình, của nhà bà con mình nhìn xuống thì cũng như vậy thôi. Vẫn ấn tượng nhất là với cái đám rêu trên mái ngói. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Thì các bạn có điều kiện thì mong các bạn hãy một lần ghé qua cái địa chỉ này, số 108 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, để check in căn nhà này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.